Ôi trời ơi các bạn ơi, các bạn vừa thấy mà quả thiên thần rơi xuống toàn mấy con quốc kỳ không? Cho nên các bạn ơi xây nhà an toàn và tôi sẽ cung cấp các bạn thật là nhiều vũ khí. Bây giờ cần cung cấp trang bị hãy tới gặp tôi nha. Ôi trời, nó tới rồi. Trời ơi, họa tới rồi kìa anh em ơi, lần này là quốc cơ. Trời ơi, tụi nó là hoảng loạn luôn rồi. Ê các bạn ơi, lần này thiên thạch rớt xuống nó đã tạo ra quá cơ wiki. Tới bây giờ tụi mình lại phải đi xây nhà an toàn rồi, xây hoài xây mãi luôn á. Trời, không có một phút giây nào là yên bình luôn. Ok thì chào mừng các bạn đến với kênh Tuga TV. Và trước khi vào video, các bạn đừng quên cho tôi một like, một subscribe cũng như là cho mọi người đồng sinh tốt tim nha. Và bây giờ tôi phải đi gặp cái ông gì đó. Trời ơi, dắt đứng đó làm gì, dắt chạy lên lên. Bây giờ mình phải đi gặp cái ông gì đó hồi nãy trên TV để ông cung cấp trang bị cho mình nào. Ok đi thôi. Được rồi, lần này tụi mình đã xây nhiều lần rồi nên bây giờ tụi mình đã chuẩn bị một cách rất là nhanh các bạn ơi. Tụi mình đã chuẩn bị ba căn nhà, cái này là màu vàng của Tuga TV, màu cam là của Jack cũng như đằng kia là của Huy Nấp. Bây giờ chúng ta sẽ phải xây dựng căn nhà an toàn cho chính mình thôi nào. Mà vũ khí mà cái ông ở trên kia nói đâu? À hồi nãy tôi mới đi lấy rồi đây, coi tôi có ba cái rưa ở đây, mỗi người cầm một cái rưa đi, tôi một cái. Nhưng mà cái này là vũ khí rất là xịn nên bây giờ chúng ta hãy xây những cái cơ bản trước đi rồi xíu nữa chúng ta hãy sử dụng cái này nha. Mọi người hãy về xây cho mình đi. Được rồi các bạn ơi. Thì như các bạn đã biết chúng ta cần xây nhà an toàn thì chúng ta cần xây một cái lớp bảo vệ. Ok, mình sẽ xây một cái hàng rào bao quanh cái chỗ này cái đã. Đây tôi sẽ dùng cái hàng rào trắng này tôi sẽ bọc quanh cái ngôi nhà này cho nó an toàn để mà những cái con quốc cờ quốc kia kia nó sẽ không thể nào mà leo vô được. Ok, mình đã hoàn thành việc bao bọc cái ngôi nhà này rồi các bạn ơi. Bây giờ đặt qua đây làm gì vậy? Bây giờ mình sẽ phải tân tiến nó thêm cho nó an toàn hơn nữa bằng cách mình sẽ đặt lava vô như mọi khi thôi. Sau đó chúng ta lấp đầy lava lên chỗ này. Được rồi. Đó, chưa gì là chúng ta đã hoàn thành những cái cơ bản nhất của xây một cái ngôi nhà an toàn rồi đúng không các bạn? Và đã là nhà an toàn thì không thể thiếu những cái laser đúng không mọi người? Nếu các bạn thấy đúng thì hãy comment cho mình ở dưới nha. Ok, tôi sẽ xây hai cái laser ở đây, gắn vô đây. Ok, xong rồi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành những cái bước đầu tiên của việc xây dựng một căn nhà an toàn. Và bây giờ chúng ta sẽ tăng thêm độ khó cho nó bằng cách đặt những cái bẫy gai vô đây thiệt là nhiều gai. Và bây giờ mới tới điều quan trọng này các bạn ơi. Các bạn có tò mò rằng những cái vũ khí mà các ông hồi nãy ông có đưa cho mình là cái gì không? Thì nó nằm ở ngay đây đây, mình sẽ mở rương cho các bạn coi nha. Và ở đây chính là những cái con, các bạn biết cái game Plants vs Zombies không? Đây cái game này nè, mình sẽ để cho màn cho các bạn coi. Đó, cái game này nè các bạn đã từng chơi chứ, có chơi rồi thì comment ở dưới nha. Thì hôm nay mình sẽ được hỗ trợ cho việc bảo vệ nhà an toàn bằng những cái con như thế này. Đây đó, mình sẽ đặt một dãy những cái con này ở đây luôn. Và đây sẽ là những cái con sẽ giúp đỡ mình trong việc bảo vệ nhà an toàn khỏi những cái con quốc ghi gì đó. Con này các bạn có thấy cái miệng không? Nó sẽ bắn ra những gì đó không biết, nhưng mà nó sẽ gây sát thương lên những cái con quốc ghi đó. Hình như chúng ta có thể dùng những cái củ khoai tây ở đây để mà tạo nên một cái lá chắn vô cùng vững chắc các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn nè, những cái khoai tây này nhìn có vẻ rất là dễ thương nhưng mà nó rất là cứng cáp. Xíu nữa những cái con quốc ghi đi vô nó sẽ bị chặn lại. Sau đó những cái con màu xanh ở đằng sau này sẽ bắn những cái con quốc ghi đó. Trời ơi, mình thiệt là thông minh quá đi mà. Và sẽ còn rất là nhiều con xịn hơn thế nữa thì các bạn hãy nhớ coi hết video nha để mà chiêm ngưỡng những cái vũ khí như thế này nha. Bây giờ mình sẽ dùng những cái vũ khí trong Minecraft bình thường, đây chính là gọi là máy lửa. Từ mình sẽ đặt cái tấm này lên nè. Chỉ cần mình đập vô đây thì cái lửa này sẽ tự động bốc cháy và nó sẽ đốt những cái con huggy đó. Được rồi, và cuối cùng mình sẽ thêm một cái khẩu pháo ở ngay đây nè. À các bạn thấy đây chính là một khẩu pháo vô cùng thông minh khi mà nó có thể biết định vị cái mục tiêu ở đâu các bạn nhìn nè. Nó sẽ nhìn theo mình liên tục các bạn ạ. Mặc dù mình có bay lên trời, đi ngang qua phải đó, nó cứ nhìn theo mình liên tục luôn. Thì xíu nữa những con huggy chỉ cần tới gần một cái thì nó sẽ bắn ra cái quả bom khiến cho cái con huggy sẽ bị nổ tung luôn các bạn ơi. Trời ơi, và mình sẽ cho hai bên hai khẩu pháo luôn. Tên đó, chưa gì là đã thấy cái lớp an toàn của mình đã vô cùng an toàn rồi các bạn ơi. Mình nghĩ mình đã sẵn sàng cho cái cuộc tấn công của con huggy lần đầu tiên rồi các bạn ơi. Không biết những tụi kia đã xong chưa ta? Anh em sao rồi, anh em đã xong hết chưa, hoàn thành hết chưa? Sắp tới đợt đầu tiên rồi đó nha. Ồ, để mình coi của nhà Huy coi. Ồ, thằng Huy nó cũng xài những cái con khoai tây. Ở trước nó có để mấy cái con gì này nữa các bạn ơi, những cái gai gì trong tên zombie á. À, và đây chính là những cái bẫy quạt đi vô đây sẽ bị đẩy xuống này. Ok, cái này là bẫy gai, cái này cũng là test IQ. Ui, đằng kia có mấy cái bông hoa kìa, còn laser nữa. Còn đây chính là nhà của con Jack. À, đây cũng chính là một cái hệ thống test IQ. Ở đây có hai đường đi, nếu đi vô đường này thì bình thường, nhưng mà đi bên này thì sẽ bị bẫy kẹp chân. Vậy là anh em mọi người đã sẵn sàng cho trận chiến đầu tiên rồi, tụi nó chuẩn bị tấn công rồi đó nha. Let's go. Thì các bạn có thấy thanh máu ở trên đầu của mình có ba thanh máu. Ôi, tụi nó tấn công rồi kìa. Đây chính là Wookie đây các bạn ơi. Có bốn con, có bốn màu này. Đó, tụi nó đang đi vô. Ôi, nó bị kẹt hết trơn rồi. Tụi nó không có chọn cái đường này mà tụi nó chọn đường có bẫy nên tụi nó đang bị kẹt hết trơn rồi. Vậy là bẫy của Jack đã có hiệu nghiệm, các bạn nhìn ba con. Ôi, bắt đầu đẩy nhau rồi kìa, nó bắt đầu đẩy nhau để đi vô rồi kìa. Để xem thử tụi này có thể vượt qua được cái thử thách này không. Ôi, tụi nó đang mất máu dần kìa. À, một con đã ra đi rồi. Rồi. Trời ơi, con này ngu nữa rồi. Nó lại chọn cái đường có bẫy rồi các bạn ơi. Hai con này nó đang múa ba lê với nhau hay gì á. Trời đất ơi, con đỏ nó lên được bẫy thứ hai rồi. Không xong nha Jack rồi. Tôi nghĩ cái con màu vàng này nó có thể tấn công vô được cái Jack ơi. Jack nghĩ sao? Rồi, con vàng chết queo rồi. Trời ơi, bây giờ vẫn còn hai con này. Xong rồi, nó sắp vượt qua được rồi. Nó đang xoay đang cố gắng vùng
dùng vẫy để mà đi qua được cái nhà tiếp theo các bạn ơi. Ôi nó vô được ở kia rồi, rồi nó bắt đầu tấn công mấy củ khoai tây rồi. Không xong rồi, nó đang đánh khoai tây kìa các bạn ơi. Ôi nó đang đánh rồi xong. Nhưng mà ôi nó chết queo rồi. Nhờ có mấy cái gai này nên chắc đã thành công trong đợt đầu tiên đấu với Walker Wookie. Được rồi, được rồi. Vậy bây giờ chắc hãy sửa lại những cái bẫy của nhà mình đi. Bây giờ chúng ta sẽ coi nhà thằng tiếp theo thôi. Tụi nó đang tấn công nhà thằng Huy các bạn ơi. Ở đó 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 rồi rồi rồi, nó đập xong củ khoai tây rồi, nó lọt vô lava rồi. Xong rồi nó bị cái quạt thổi vô rồi các bạn ơi. Rồi rồi rồi, hai con này vẫn đang tiếp tục tấn công những cái con khoai tây của nhà thằng Huy các bạn ơi. Đang giả cái đầu mấy con này rồi. Xong con mấy con này sắp đi rồi. Nhưng mà đằng kia vẫn còn rất là nhiều bẫy đang chờ đợi tụi nó tới xem thử tụi nó có thể vượt qua không nha các bạn. Rồi xong, một con nữa đã đi rồi. Ôi ơi, con này đang chiến đấu lại các bạn ơi. Nó chết queo luôn rồi. Vậy là những cái con của thằng Huy có vẻ không trụ nổi. Ôi rồi 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 rồi, rồi. Xong rồi rồi. Ai ai nó lọt vô. À, cũng may lại là nhờ những cái quạt này mà những cái con hất Yugi kia không thể vượt qua các bạn ơi. Bây giờ mới tới là phần quan trọng nhất, đó chính là nhà của tôi nè. Đi về nhà mình coi thôi. Có vẻ của mình, nhà của mình đã sẵn sàng rồi các bạn ơi. Nó chuẩn bị kìa các bạn ơi. Một khẩu pháo bắn cái bùng rồi. Trời, khẩu pháo này, bắn đi. Chết queo tụi nó luôn rồi. Vậy là việc tự tin cho mấy khẩu pháo này quả là không sai, mà tao tin tưởng mày quả là không sai mà. Trời đất ơi, được rồi, bây giờ tôi sẽ đem mấy cái khẩu pháo này về đúng lại vị trí của nó. Bây giờ chúng ta thì việc nâng cấp thêm nhà của mình, sau đó chờ những cái đợt tiếp theo tới. Có ý này các bạn ơi, bây giờ mình sẽ dời cái khẩu pháo này lui sau này để nó có thể hỗ trợ những cái con khoai tây ở đằng trước, chứ chưa gì mình để khẩu pháo vô đằng trước rồi thì lỡ bữa đâu nó bị cắn cái khẩu pháo chết thì sao, tại vì khẩu pháo nó khá là mạnh mà, đúng không mọi người? Đồng thời mình cũng nâng cấp những cái con Plan VS Zombie của mình đó. Mình sẽ cho thêm những cái con màu xanh này. Con này sẽ giúp khi mà nó bắn ra cái quả kia thì những cái con bị dính phải cái quả đó sẽ bị đi chậm các bạn ơi. Thì đó, thì chúng ta sẽ có thêm thời gian cho những cái khẩu pháo đằng sau này nó bắn chết mấy con Huggy kia luôn. Ok, vậy là mình nghĩ đã đủ cho đợt 2 tấn công của những con Huggy kia rồi. Bây giờ để mình coi tụi kia sao. Ồ, thằng Jack cũng đã nâng cấp thêm một số thứ. Thằng Huy cũng vậy. Ôi trời ơi, thằng Huy nó đã nâng cấp lên củ khoai tây siêu bự bằng những cái lá trắng, nhìn nó bự quá các bạn ơi. Ồ, nhìn có vẻ cọc cằn dữ dằn chứ. Ôi, tụi nó lại tấn công rồi kia. Trời ơi, rồi xong rồi, xong rồi, xong. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, sao lần này nó đánh cái quả khoai tây bay ra ngoài luôn vậy trời ơi. Ơi nó cọc như vậy trời ơi. Ôi, tụi nó bắt đầu tấn công rồi kìa các bạn ơi. Rồi 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 rồi, rồi. Con này nó làm gì vậy? Nó đang làm này. Ôi, nó bị đứng trong mấy cục này là nó không có di chuyển được các bạn ơi. Ôi trời ơi, con này nó đi lên nó vô tấn công củ khoai tây ở trong này rồi kìa các bạn ơi. Kìa nó xoay vòng vòng nó đánh kìa. Ôi, nó chết mất tiêu luôn rồi. Ôi, vẫn còn hai con ở ngoài này. Ôi trời ơi, trời ơi, con này bắt đầu điên lên rồi. Con này đang tấn công củ khoai tây của Hinup rồi. Rồi xong nó đã đi vô được rồi kìa các bạn ơi. Nó nhảy lên luôn. Rồi xong bông hoa này này thì bông hoa này. Ôi, mày quá nhà, mày quá nhà. Hên là còn những cái là già đã đốt cháy cái con hất gì của ghi đó, không là Huy đã bị tấn công nhà chính rồi. Ok, Huy bắt đầu sửa lại đi kìa, tụi nó bắt đầu hư hết trơn rồi kìa. Bây giờ là tới lượt nhà mình rồi kìa các bạn ơi. Hai ba con này. Ôi gọi pháo kìa, bùm. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, cái khẩu pháo nó bắn hết nhà của tôi luôn rồi. Trời ơi, bắn nữa đi, bắn nữa đi, bắn đi. Trời, khẩu pháo sao đứng yên vậy, bắn. Ôi khẩu pháo bùm, mày á con chết chết trơn luôn rồi. Nhưng mà nhà tôi cũng nát luôn rồi. Tôi mới nhận ra một điều là khẩu pháo mặc dù mạnh nhưng mà nó rất là dễ gây tổn hại đến những đồ nhà của mình luôn các bạn ơi. Nó nổ hết mấy củ quay tay của tôi rồi. Không được rồi, vậy tôi phải sửa lại gấp thôi. Rồi lần này là tới lượt nhà của thằng Jack rồi các bạn ơi. Ôi, nó bắt đầu đi vô rồi. Ôi sao cái con kia nó qua nhà thằng Huy vậy? Ôi, con này nó đi vô được rồi kìa. Trời ơi, con xanh hồi nãy nó ở bên kia mà bây giờ nó đi đâu ở khúc bên này luôn rồi. Trời ơi, tôi nghi thằng Jack lần này là không thể nào mà vượt qua được quá. Ôi, nó bị rớt xuống rồi kìa các bạn ơi. Ôi, nó đi lên kìa. Rồi xong nó nhảy tưng tưng vậy, sẽ xoay vòng vòng vậy. Ôi, rồi, xong rồi. Nó bắt đầu tấn công rồi kìa. Ôi chết mày rồi con. Rồi xong nhà của Jack không ổn rồi các bạn ơi. Rồi xong. Con đỏ nó chết rồi. Con xanh bắt đầu nó tấn công vô nhà rồi kìa. Trời đất ơi, không xong rồi. Nó đang tấn công điên loạn rồi, nó đánh từ lưới hết rồi. Những cái con kia bắt đầu chết dần rồi. Ôi trời, cái gai của con Jack gậy ông đập lưng ông luôn rồi. Nó tự giết mấy quả khoai tây của nó luôn rồi. Rồi xong, con này đập từ lưới rồi. Nó đang tấn công vô nhà chính của thằng Jack rồi kìa. Ôi, nó đang đánh mấy quả nấm nhỏ ở dưới này các bạn ơi. Ôi trời ơi, nó đánh quá trời quá đất luôn này các bạn ơi. Trời rồi rồi xong rồi, không xong. Ôi. À, nó nhà Jack ơi. Chết rồi. Vậy là Jack cũng đã chiến thắng trong đợt này, nhưng mặc dù cũng bị tan hoang giống như mình, mọi thứ không nát bấy rồi. Tôi nghĩ lần này nó đã đi sâu vô trong được như thế này thì chúng ta sẽ phải nâng cấp thiệt là căng thẳng hơn, tại vì càng về sau là những con quốc ghi kia nó sẽ càng mạnh các bạn ơi. Được rồi, chúng ta về nhà nâng cấp thôi nào anh em ơi. Tôi cũng sẽ thay những cái củ khoai tây nhỏ kia bằng củ khoai tây bự như thế này. Tôi còn cho thêm một cái hàng bắn súng vô cùng hùng hậu ở đây nữa các bạn nhìn nè. Và một điều đặc biệt hơn các bạn hãy nhìn đây, chúng ta có 7 khẩu đại bác ở đây, và những khẩu đại bác này thì làm sao tụi nó có thể vượt qua được. Trời ơi, bây giờ tôi để nó đầu tiên luôn. Đứa nào mà chỉ cần bước vô là mấy khẩu đại bác này bắn một phát là tụi nó làm sao mà né được đúng không mọi người? Trời ơi, tao tin tưởng cho tụi bay nha, những cái khẩu đại bác kìa, nhớ bắn cho chuẩn vô nha anh em. Mình nghĩ như vậy là đã có thể. Ôi cái gì vậy? Trời ơi, sao tụi nó tấn công nhiều quá vậy? Ôi trời ơi, những khẩu pháo của tôi. Ôi trời ơi, những khẩu pháo của tôi. Trời ơi, sao lần này nó ra đông quá vậy các bạn ơi? Rồi xong, những khẩu pháo của tôi. Ôi trời ơi, nó bắn kìa. Trời đất ơi. Rồi
tộc. Ôi trời ơi. Ôi không, hình như tôi thấy có gì đó sai sao rồi. Những khẩu pháo của tôi hư hết trơn rồi. Tụi nó bắt đầu tấn công vào được nhà của tôi rồi kìa. Trời 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 trời. Ôi tụi nó làm cái gì sao tụi nó vô một cục vậy? Ôi tụi nó chết dần kìa. Tụi nó chết dần rồi kìa các bạn ơi. Ôi sao vậy? Sao vậy? Gì vậy? Trời ơi ơi hết hồn luôn. Cứ tưởng là tụi nó tấn công vào được nhà sao, có một củ khoai tây đang nằm ngủ ở ngay cái chỗ lava này nha mọi người nhìn nè. Nhưng mà may quá là nhà của tôi không mất một giọt máu nào các bạn, nhìn thanh máu của tôi kìa vẫn còn đầy cay. Nhưng mà đợt này là rất là căng thẳng á, không biết nhà của tụi kia sao. Ồ, lần này thằng Huy nó nâng cấp, có những cái đe trên trời rớt xuống này các bạn. Ồ, chỉ cần hất Gigugi đi vô thì sẽ bị đè chết queo luôn. Ôi, tụi nó tới rồi kìa. Rồi xong, tụi nó đang tấn công mấy củ khoai tây của thằng Huy kìa các bạn ơi. Ôi trời, lần này thiệt là loạn xạ quá đi mà. Tụi nó đang đánh nhau. Rồi xong rồi tới lượt mấy quả nấm rồi, mấy quả. Ôi, tụi nó chết queo hết rồi kìa. Trời đất ơi. Ôi, những con khác bắt đầu xuất hiện rồi. Nó bị những con nấm đang bắn nhau các bạn ơi. Con nấm đang bắn với những cái con này các bạn nhìn kìa. Công nhận là những cái vũ khí mà ông kia cung cấp cho tụi mình thiệt là xịn thiệt. Wow, quá là mạnh đi mà. Ôi, nó bắn mà. Ôi trời, xong còn nấm chết rồi, con nấm chết rồi. Ôi trời, sao con này nó nhảy. Ôi, chỉ còn một con vàng cuối cùng ở kia, nó đang bị bắn. Ôi, rồi xong nó đi vô rồi kìa các bạn ơi. Không xong rồi. Ôi, nó đi vô nhà chính rồi kìa. Không xong rồi. Nó đang đánh nhà mày kìa Huy ơi. Các bạn nhìn thanh máu của Huy nó đang giảm dần kìa. Không xong rồi. Rồi luôn, tôi thấy máu nhà Huy nó đang giảm quá trời kìa. Trời ơi ơi. Rồi xong. Tôi thấy Huy sắc. Ôi trời ơi, hên nó nha, trời ơi các bạn thấy không? Máu thằng Huy hồi nãy nó vượt sắp chết luôn mà. Hên quá trời, lạc nhờ có cái laser này nên con Husky Wookie kia đã chết. Vậy là Huy đã thành công trong đợt này rồi các bạn. Chúc mừng Huy nấp rất nhiều. Nhà của Jack lần này có vẻ không có nâng cấp nhiều các bạn ơi. Tôi nghi lần này Jack không thể vượt qua được cái thử thách này quá. Rồi xong, tụi nó đang ào vô rồi kìa. Tôi thấy không ổn rồi. Tụi nó đang quét sạch hết tất cả những cái con của thằng Jack rồi. Rồi xong luôn. Rồi xong. Tôi thấy thằng Jack không ổn rồi các bạn. Tưởng cái con này nó mạnh quá. Ơi, nó đập vô trong nhà gần nhà luôn rồi. Đây chính là cái tội mà không có chịu nâng cấp đàng hoàng nha các bạn. Bởi vậy các bạn, một khi đã bảo vệ nhà thì phải bảo vệ nhà cho nó kỹ nha mọi người. Không xong rồi. Trời ơi, vậy là Jack có vẻ thua rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn kìa, những cái con cuối cùng của thằng Jack đang bị đánh hội đồng quá trời quá đất. Rồi. Oh no. Chỉ còn vài con thôi chị. Ôi không, có một con nó đập nhà chính của thằng Jack rồi các bạn ơi. Những con khác thì đang đập những củ khoai tây. Rồi. Ôi không, các bạn nhìn thanh máu của Jack kìa. Rồi xong rồi. Nhà của Jack đã nổ rồi các bạn ơi. Đây chính là cây giá phải trả khi mà bảo vệ nhà quá cùi bắp. Trời ơi, bây giờ những củ khoai tây còn biết làm gì ngoài việc đu một cục đây. Ở trời ơi, bây giờ laser mới có hoạt động được này. Ok, vậy là bây giờ chỉ còn lại mình với Huy núp thôi các bạn ơi. Jack sẽ ở ngoài đứng xem tụi mình nâng cấp nhà và nó sẽ khóc hu hu hu. Được rồi, bây giờ chúng ta không mau về nâng cấp nhà của mình đi trước khi những cái con kia nó lại tấn công lần nữa. Lần này tôi sẽ cho thiệt là nhiều khẩu pháo ở hai bên luôn mọi người ơi. Tại vì tôi thấy thằng Jack đã thua thất bại một cách thảm hại như vậy, tôi phải rút kinh nghiệm thôi. Ok, xong rồi đây. Bây giờ tôi đã có hai hàng pháo hai bên để mà sẵn sàng chống chọi với những con hớt Gigugi kia rồi. Tôi có một cái vũ khí vô cùng đặc biệt ở đây. Các bạn thấy trên tay của tôi là cái gì không? Đây chính là một cái lưỡi cưa vô cùng sắc bén mà tôi sẽ đặt nó ở đây đó. Đặt ngay cái đường đi vô luôn thì làm sao tụi nó có thể đi vô được chứ? Và ở bên trong túi lại tiếp tục cho những cái cục lá trắng ở đây, nhưng mà lần này tôi sẽ không có cho một hàng nữa, tôi sẽ cho nó xen kẽ như thế này các bạn ơi đó. Trời ơi, nhìn làm sao mà khó vượt qua quá đi mất. Và những cái anh này tôi sẽ cho rải rác ở đằng sau này. Đây. À, nếu các bạn tò mò về tác dụng của những cái lưỡi cưa đang xoay này đúng không? Tôi sẽ thử cho các bạn coi nè, một con gà thôi, một lần duy nhất thôi. Ồ, đi vô một cái thôi, bay cái đầu đi. Từ từ để tôi thử một cái con gì đó nó trâu hơn một xíu coi. Tôi sẽ thử lên ông dân làng cho các bạn coi nè. Ấy cha. Ôi trời ơi, ông đi xuyên qua luôn rồi. Đi vô trong cái kia rồi. Ôi trời ơi, chết queo chết. Ôi thấy cái gì đó bên kia kìa bạn ơi. Ôi trời ơi, thằng Huy nó đang làm cái gì vậy? Sao bên kia có một cái rìu bự quá vậy? Vậy là lần này thằng Huy nó quyết thắng với mình các bạn ơi. Thì nếu mà các bạn thấy cái bẫy của ai cũng như là cái sự an toàn của ai xịn hơn thì nhớ comment chấm điểm ở dưới đánh giá ở dưới nha các bạn. Và một điều đặc biệt là lần này tôi sẽ làm một phương án bắt cấp các bạn ơi. Nếu mà lỡ tụi nó có thể vượt qua được hết tất cả những cái bẫy trong này và đi tới cái chỗ cuối cùng này thì tôi sẽ cho mình một phương án dự phòng. Các bạn nhìn đây, tôi sẽ xây ở đây một cái căn phòng bí mật. Tôi sẽ ra con trùm cuối nếu mà nó tới đây. Tôi vừa xây xong một cái lồng bắt cấp các bạn ơi. Chỉ cần tôi gạt cái cần này một cái thì cánh cửa này sẽ mở ra. Nhưng mà quan trọng là tôi để cái con gì ở trong cái lồng này được chứ. Đây nè các bạn ơi, đây chính là một cái con plan và vô cùng đô con. Và nó còn trùm thêm một cái rìu nữa. Con này chính là cái con ở ngoài kia đó các bạn ơi. Nhưng mà đây chính là phiên bản bự con hơn. Và mình sẽ nhốt ảnh trong này đó. Sau đấy mình đóng cái này lại. Khi mà những cái con hất Yugi kia tấn công được vô đây, tôi chỉ cần gạt cái cần này một cái thì nhân vật này sẽ ra và giúp tôi. Tôi tin anh sẽ làm được mà. Các bạn có tin không thì nhớ comment ở dưới nha. Và bây giờ thì tụi mình đã sẵn sàng cho cuộc chiến quyết định các bạn ơi. Đây chính là nhà thằng Huy sau khi nâng cấp các bạn ơi. Nó có từng cấp thêm hai cái rìu nhìn vô cùng bự và sắc nhọn luôn. Và tôi nghĩ lần này nó sẽ bắt đôi. Nó bắt đầu tấn công rồi kìa. Sao lần này tụi nó bự quá vậy? Trời ơi. Nó càng quét những cái con này vô cùng mạnh luôn kìa các bạn ơi. Nó đánh mạnh chưa kìa. Trời ơi, nó đang lao vô một cách điên cuồng luôn.
những cái con kia không có thể làm được cái gì luôn kia. Rồi xong tụi này nó bắt đầu đánh từ lư. Rồi con này nó đã tiến thẳng vô nhà thằng Huy. Ôi trời ơi, không xong, nhà Huy nát mấy rồi các bạn ơi. Trời ơi, nó đang tục dần dần vậy. Làm gì đi Huy ơi, trời ơi, mấy cái con bông hoa này nó không làm được gì luôn kìa. Trời ơi, Huy làm gì đi kìa, sao nó đánh nhà mày kìa Huy ơi, đánh nó đi. Ôi trời, thằng Huy nó cầm rìu. Trời ơi, đánh không được luôn rồi, trời ơi, xong rồi. Không xong rồi. Rồi xong luôn rồi, nhà Huy nát bấy rồi. Ôi trời ơi, vậy là bây giờ chỉ còn mỗi nhà mình thôi các bạn ơi. Tôi hồi hộp quá, chỉ còn mỗi nhà tôi, hy vọng nhà tôi có thể vượt qua được. Và các bạn, ôi trời, bắt đầu nó tấn công mấy cái pháo kìa, mấy cái pháo cố lên. Ôi mấy cái pháo đang bắn kìa các bạn. Ôi trời, nó bay kìa, trời ơi. Ôi một con đã chết rồi, nhưng mà còn rất là nhiều con khác các bạn ơi. Trời ơi, những cái nhà tôi đã bị đánh tan tành luôn. Trời, mấy khẩu pháo sắp chết rồi. Xong, mấy khẩu pháo của tôi vẫn làm ăn được kìa các bạn. Ôi nó bắn. Ôi chết rồi, khẩu pháo bắn vô cái này đánh hư khẩu pháo luôn rồi. Chết rồi, còn hai con kìa. Trời, con này đã cố gắng tiến công vô. Ôi, vẫn còn một con, nó bắt đầu đi vô rồi. Mình đã xử hết rồi nhưng mà vẫn còn lại một con các bạn ơi. Ôi đánh nó đi đó. Trời ơi, nó không có chết kìa. Ôi trời, nó bắt đầu đi qua mấy cục này. Ôi trời, nó vượt qua một cách dễ dàng luôn. Ôi bị cháy cũng không sao hết trời. Ôi nó đang đi qua cái laser kìa. Trời ơi, laser không thể làm gì nó luôn các bạn ơi. Đúng là bà thiệt. Trời, còn một củ khoai tây ở đây, hy vọng nó ăn củ khoai tây này. Ăn khoai tây đi. Trời ơi, nó ăn khoai tây kìa các bạn ơi. Chết rồi, nó bắt đầu đánh nhà của tôi rồi. Ai, quên mất tôi còn cái này mà. Đúng rồi. Chùm cuối của ta đâu? Hãy ra đây. Đây rồi, nó đang ra kìa các bạn ơi. Tấn công lên. Ơi mày á con. Ôi trời ơi, hai con đang đánh nhau các bạn ơi. Có lên, hai con là đánh nhau kìa. Có lên. Trời ơi, nó phải giết được con Huggy Wuggy này. Tôi tin tưởng vô con chùm cuối của tôi các bạn. Trời ơi, nó đẩy con Huggy vô nhà của mình rồi. Trời ơi, có lên. Ôi, con của mình đang đánh nó kìa. Mày á mày. Ôi, yeah! Chiến thắng rồi. Yeah, tuyệt vời. Ôi, mày thua mà. Như tao thắng là mày thua mà. Trời ơi, cảm ơn anh bạn ơi. Anh bạn chính là người hôm nay là người giúp tôi chiến thắng trò chơi này các bạn ơi. Và cuối cùng tụi con đã thoát được khỏi những cái con Huggy Wuggy bảy màu. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu các bạn thích video này thì quên để lại cho tôi một like, một subscribe cũng như cho mọi người đồng xem tốt team nha. Và cũng đừng quên bấm vô cái chuông để nhận được tất cả thông báo từ video của tôi nha. Và ok, bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người lại một video tiếp theo nha.